Thưa quý vị, có đến gần phân nửa người tiêu dùng Việt Nam đang có mặt trên các mạng xã hội. Do đó sẽ rất thiếu sót nếu doanh nghiệp Việt Nam không biết tận dụng cơ hội này để gia tăng doanh số. Đây là nhận định được tiến sĩ Caputilli, chuyên gia về marketing thuộc Đại học Quản lý Singapore, đưa ra tại hội thảo mới đây bàn về cơ hội và thách thức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam. Theo tiến sĩ Caputilli, doanh số bán lẻ ở cửa hàng truyền thống của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng trưởng 11% trong 5 năm qua, nhưng doanh số bán lẻ online lại tăng lên đến 300%. Một con số đáng kinh ngạc khác là doanh số bán lẻ trên điện thoại đã tăng đến 1.600% trong 5 năm qua. Các con số trên cho thấy bức tranh đang phát triển rất mạnh của thương mại điện tử tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, tiến sĩ Tu Ly cho biết, thương mại điện tử tại Việt Nam có mức tăng trưởng 31% mỗi năm, ngang ngửa mức tăng trưởng của Singapore. Tuy nhiên, doanh số từ thương mại điện tử chỉ mới đạt 0,31 tỷ đô la Mỹ, rất thấp so với mức 523 tỷ đô la Mỹ doanh số thương mại điện tử toàn cầu trong năm 2016. Tiến sĩ Tu Ly cho biết, tiềm năng để thương mại điện tử Việt Nam phát triển còn rất lớn và mạng xã hội là kênh tiềm năng cho thương mại điện tử Việt Nam, bởi có đến 48% người tiêu dùng Việt Nam tham gia mạng xã hội. Thời gian trung bình mà người tiêu dùng Việt Nam dành cho mạng xã hội là gần 2,4 giờ một ngày, nhiều hơn cả Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc. Đánh giá về thương mại điện tử tại Việt Nam, tôi nghĩ đó không phải là chuyện của tương lai nữa, mà là của hiện tại. Liên quan đến cơ hội của các nhà bán lẻ Việt Nam, bởi vì thế hệ trẻ Việt Nam là một thế hệ yêu công nghệ. Họ dành rất nhiều thời gian trên Internet. Họ vào Internet không chỉ bằng laptop, máy tính để bàn, mà bằng cả điện thoại. Nếu như khách hàng của bạn dành rất nhiều thời gian ở đó, bạn phải tự hỏi là công ty của bạn đã có mặt ở đó hay chưa? Công ty của bạn đã có các ứng dụng trên điện thoại di động chưa? Để người tiêu dùng có thể góp ý, trò chuyện và mua hàng trên đó. Không chỉ là ứng dụng có thể mở trên máy tính bàn mà phải dành cho điện thoại di động, bởi vì đa số người trẻ hiện giờ đều kết nối với Internet bằng thiết bị này. Tôi nghĩ cơ hội còn rất lớn và Việt Nam chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu. Cũng theo tiến sĩ Tu Ly, hiện xu hướng chung của các doanh nghiệp thương mại điện tử là đầu tư ứng dụng có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng tại một địa chỉ duy nhất từ mua sắm, giải trí, thanh toán hóa đơn. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần nắm bắt xu hướng này để có thể hợp tác với đơn vị này, tích hợp thông tin của doanh nghiệp trên ứng dụng của các công ty trên.